Xong rồi xong cái bậy vào á, từ từ mẹ cay bạn chưa được biết nào. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hỏi lâu lắm rồi thì hôm nay mình sẽ làm clip bị trà trộn cho anh em xem nha. Không biết mấy hôm nay bị làm sao mà cửa từ đầu từ lúc vào trận đến cho tới giờ anh em ạ. Nhiều kiểu gì? Vì là mình quên nhảy dù trận mà, nên là thôi, nhảy xuống đây kiếm súng xong rồi chạy vào power plant xem có tiên nói hay không, cố gắng clear xong rồi chạy về phía đồng đội sau nha anh em. Mình đang bị viêm họng nên bình luận mà có nhỏ hay nhào thì mọi người thông cảm nhá. Đau họng suốt từ hôm vợ đèn cho đến bây giờ. Trời sao lo sợ quá chứ nhỉ? Mà hai tư con này. Đang bắn nhau anh em ơi. Ui sổ rồi, tôi còn đang rộn ràng lắm. Ôi, một thằng trên xe máy kìa. Rồi, sao không? Ui sổ rồi, thế mà không gạt được nữa thì thôi kìa. Có thằng anh em ơi, chạy vào này. Ui rồi ôi, sấy mù qua mắt rồi anh em ơi, chết thôi. Xong chẳng tôi nghĩ đâu ơi. Gạt, tôi xin, gạt thêm. Hai mạng rồi, hai mạng rồi. Có mô giờ. Có trên xem phía bên này. Có mô dập ba ở trong đấy. Thì chúng nó vẫn đang bắn nhau à? Vẫn chưa hết à? À mà lát nữa xin xin Facebook cái nào cũng thế không, thế không, thế không. Đang chạy cho bọn mình. Không nhảy được, bây giờ chứ gì nha bạn. Khủng đúng hết rồi. Nó lại chạy vào rồi. Chắc không dám chạy vào đây. Ui dồi ôi, vào con đồng đội à? Một em ra đi tìm đường cứu nước. Hết đạn chưa? Vẫn còn đạn, vẫn còn sờ ta. Cười đó thì. Gạt hết. Cười xài hám luôn. Bot. Có tiếng này, có tiếng này. Bỏ bố nghe. Rồi sao, lìa luôn. Tiếng cuối cùng, à thằng cuối cùng ở trong team Bangladesh anh em ạ. Hôm nay cười cái gì vậy nhở? Có gì cũng cười đâu mà cười suốt từ đầu đến giờ. Ôi giời trời. Cười tét cả hàm. Không, chúng ta đang bị nhiễm nữa. Không khí đang bị nhiễm nữa. Ai ô, bóng cười. Mày nhiễm bóng cười qua mà Bluetooth rồi qua internet qua yeah. mày nhớ bữa 20 tháng 11 không, lớp tao cùng cô xong ghi là chúc ở trên đó, chúc cô luôn cười như hết phải đời ô đồ. Ê mày sao Nam Mô mà tao nhìn ra Nam Mô vậy? Neymar. Oh shit. Neymar. Sợ thật, cười suốt từ đầu đến giờ. Để mình bật lên cười lại rồi. Ông sao bọn cười như con quái. Mình nghĩ mấy ông này chơi với nhau xong rồi để ở bên cạnh có bình ga lắm anh em ạ. Sợ vừa chơi vừa hít bóng cười ấy. Cười không có lúc nào nghỉ cơ. Mà xe tăng. Cái gì mà xe tăng? Lên. Là con xe đưa tăng lên. Đi. Sao con xe đưa tăng? Xe đưa tăng đi 1 lần rồi, đi 2 lần xui lắm. Làm sao vậy? cái chỗ đưa tao kìa. Không phải không phải chúng ta chia ra trên đó. Ôi trời. Đây. Tới lúc dừng cửa rồi anh em ạ. Ôi con bạn này. Chết rồi. Bấm không được cái mở cốp. Nó mặc ra là chết. Đây còn đâu mọi người. Có mỗi hai thằng kìa. Hết chưa. Anh em nào mà có nhu cầu mua bàn lạc thì qua shop của mình là tonysama.vn nha. Số bàn lạc chính chủ mình ấy. Cái đường link fanpage thì mình để ở trên clip dưới phần mô tả video ấy. Đấy, mọi người ấn vào đấy sẽ dẫn tới trang fanpage của mình. Ê, nó qua khu tù rồi nó. Nhanh, đồng đội báo có tin dưới phần đối sinh sao. Đây, quên. Này, sao được rồi. Này, sao được rồi.
I got supplies. Còn dưới không? Đi xe. Tao rồi. Ông này ông kẹt cái gà rồi. Có từng người ấy cơ. Ôi, trời, nằm. Ôi, mày quá. Còn có 3 bánh nè. Sao có mỗi 3 bánh này? Xe 3 bánh vậy làm xe đưa tan lắm nha. Lên mấy cái phần giả mạo thì mọi người phải ấn vào cái link cái... Ôi, không người anh em ơi. Chúng ta đang có một thằng nó giả mạo mình. Giả trang phép của mình để nó đi lừa bán hạc ấy. Ê, ngáo này anh em ơi. Ui, ngáo. Ui. Không phải ngáo anh em ạ. Vai trường ti chết. Đây. Quả đi mà bán chết cứ thì thôi anh em ạ. Người đấy lên để tránh giả mạo thì mọi người ấn vào cái link fanpage của mình ấy ở phần mô tả video ở trên mỗi clip đi nhá. Không cần tụt máu đâu mẹ cười ngồi tụt huyết áp. Ủa thì chết rồi. Nói toàn bị lỗi cái ném bom anh em nhá. Game. Con nào đấy? Tổ theo. Nó tổng đấy. 3 viên. Bóp đến tao. Còn thằng đá nữa anh em ạ. Sao mong em? Từ đây ra chỗ thằng đá không có cái chỗ nào để backup. Chơi luôn này. Quay. Chạy hướng nào mà con rồi xong chết luôn. Nhanh. Này mình phải cắt bớt đi chứ không đoạn nào cũng cười anh em ạ. Không thể cho lên hết full clip được. Đoạn nào đâu ấy? Chỗ này à? Ờ. Không thế anh em ạ. Quay ở đây. Nhanh quá. Kìa đây đây đây. Nó ra nó tại bạn ơi. Luôn. Ôi, phân đốc kìa. Đồng đội mình lóc 1 rồi, mình lóc 1 rồi. Không còn thằng nữa à? Sau lưng. Chỗ này à? Chạy phía mới tường ra à? Hay là? Ôi, xong. Hết tươi anh em ạ. Và trường. Trận đấu toàn cười với cười kìa. Máy quá vẫn đủ chỉ tiêu 15 kill nhá. Tôi chào mấy ông nha, tôi đổi game. Tôi đi sạc quay. Khoan. Cho xin Facebook cái đang có máy tính đây tìm luôn nè. Này mà cười từ đầu trận như thế mà tôi đang tí tút điểm sao? như mà kênh nào này chứ? Kênh nào? Là kênh Tony Sama đây mọi người. Để mình ghi rồi. Đây. Ủa thật á? Ừ. Đây, cái kênh mình đây này. Quay. Ủa tí luôn à? Được lên kênh Tony Sama kìa. Nghe quen. Ui ôi. Mày nhảy. Không có gì mình đăng YouTube xong mọi người đi ủng hộ nhá. Mọi người okay, chơi đi. Chào cậu. Hello, mình đã quay trở lại đây. Trận này thì lại quên nhảy dù anh em ạ. Mải lướt Facebook quá. Thì tôi gần chỗ này thì mình cố đu dù ra đây đi. Mà có một tin nó bay trước mình rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, thấy chưa. Nhanh nhặt súng, không nó lùa mình chết bây giờ. Mà 16 gái trời. Một em ra đi tìm đường cứ lúc. Rồi nhanh không là chồng nó quê mình anh em ạ. Lên mái là chắc đỏ đất. Nhìn đẹp nhỉ. Nhìn thấy bao quát xung quanh luôn anh em ạ. 116. Có tiếng chân bên này. 116. Flat 3 này. Ê, bên này vẫn có tiếng chân này. Cái lá cửa số 4 giống idol nhỉ. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Đục nước béo cò. Lộn lút. Nắm gì nó fan. Malaysia anh em ạ. Thêm một em nữa còn 9 viên. Một em cuối cùng nữa. À, chạy đâu, yếu rồi đây anh em ạ. Cho cái bom này. Mày mà không chạy nhanh nhà mày chết với tao. Nhanh chạy đi. Không chạy là chết. Chết rồi chứ còn gì nữa. Xong tìm. Ngon hút luôn rồi. Mày qua xuống chậm mà vẫn cứ để được một tim anh em ạ. Số 4 này. Sao bạn để lá cờ giống Tony? Vãi, ông này chắc là cũng hay xem clip của mình này. Không phải mình đâu bạn ơi. Đừng. Sao vậy?
Đây mình đang tới đây. Dù chết chứ cũng chịu hy sinh, đừng chết nhé bạn. Rồi thế thôi, một thằng bên dưới đồ nó bắn sao kìa anh em. Nhanh còn kịp này, không có đẩy là chết. Thế công bạn chưa? Cho có tiếng chân gần rồi này. Cứu được mà. Ui giời ơi, trên tay hình như nó đang chuẩn bị ném bom anh em ạ. Mẹ không cẩn thận là chết, biết ngay mà. Nào ngó ra, ngó sao tao gái, chết chưa. Hay quá, hay quá. Kiu 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 kiu. Anh em ạ, vẫn còn. Bắn cho nó yếu máu hoặc là đốt một thằng cái mình sẽ đẩy nhá. Rồi thế thôi. Đánh cứu thôi để xuống bốn cái gì. Để xe đẩy luôn anh em ạ. Rồi, lúc có đẩy thì quên lúc mình đẩy thì đồng đội báo nó chạy rồi. Chạy về phía ngôi nhà hay sao ấy. Hey du, tảng đá. Đất. Hey du, chạy đâu? Nên cả luôn anh em ơi, không nó cứu ấy. Bỏ đi đâu, nhanh tiêu không biết. Người này. Mà ta kỳ vậy ta? Mà sao thằng này ở dưới đây là khác? Đúng rồi. Phải là có ít nhất tầm 2 thằng anh em nhá. Xong nào vệ sinh ấy. Rồi xỉ tuổi anh em ạ. À, có mắt ra bạn ơi. Ngó, let's go baby, let's go. Thank you Vladimir. Ủa vẫn chưa gạt nhỉ. À quên vẫn chưa hết nhỉ. Cái đó nhìn đẹp hết. Vẫn là gạt anh em ạ. Không có mũ. Này thằng ơi có người. Đâu? Boss. Ui. Boss thì tên bắn boss đi. Rồi sao? Chán rồi. Chán rồi nếu. Ba băng đạn. Xấy gì vậy? Ui giời, tôi chết rồi. Có vị trí bên kia là hướng ra bắn rồi các bạn. Ui giời ơi, chật quá. Có sang sai cứu ơi. Vô nhà cái. Cái đâu chứ. Bỏ vô. Đây, sang luôn này. Bỏ đây. Có tiếng chân anh em ơi. Bên em có tiếng chân kìa. Một thằng. Hay quá. Chơi ghét từ đâu này. Mày này, may cho mày, tao không cầm số cần đấy. Cầm số cần thì mày đi lâu rồi. Thank you. Cái đồ này có đúng không ta? Mình cười đi khổ quá anh em ạ. Đấy biết ngay. Trên đồi bắn. Đông. Đông. Được ván tầm 24 quẩy xem như nào mà mấy ông chết sớm nay. Cầm ốp có hơn anh em ạ. À quên, cầm này khó hơn là tầm ốp. Cái tầm ốp thì tự tin hơn tí. Ủa ôi, quên mất số 3 anh em ạ. Ôi vòng lại. Ui giời ơi, còn hết xăng. Chịu thôi. khó chịu quá anh em ạ. Rồi sao. Trời ơi, 12 kill rồi. Hai thằng đang qua chú. Đây. Hai thằng bên đường đang chạy qua. Okay. Bên này có nha anh em, chưa hết đâu. Còn thế em chạy. Chạy phù nào, in đồ à. Cho mày thành in báo hết. Bên kia. Trong nhà thì phải. Bên này đấy vẫn còn tiếng súng nha, chưa hết đâu anh em ạ. Hoàng mang thế nhờ. Rồi, có tiếng chân chạy dưới lòng đường. Ở gần. Ôi tôi chết rồi, nó không chạy ra ngoài, nó chạy vào nhà anh em ơi. Rồi, đốc. Khựa. Đấy giờ, vẫn còn nhá. Còn chết hết. Bên này vẫn còn này. Vừa bắn xong. Anthony ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Cô là Anthony ơi. Đây, mình đang cố hơn. Này top 1 đây anh em ơi. Ui giời ơi. Vậy giời, rất cả mình ạ. Nó 1 rồi anh em ạ. Còn mình với cả bọn bên khu nhà trước mặt thôi. Còn bọn ở bên kia thì không biết như nào, chết bo hay chưa nữa. Là mình nghĩ là chết bo, kiểu gì cũng chết bo cho mà xem. Đấy, vừa biết bảo xong mà. Bọn này bo lao mà, bo lao. Trời ơi, thấy chưa, nó đã chạy lên trên kiểu nhanh tí nhờ. Quay rồi, bo thua rồi, bo nó ngon hơn anh em ạ. Cho khói đây đã. Rồi sẽ ném bom, cố gắng. Cho ra gì đây xem nào.
tháng cuối. Chạy. Nghe rồi, nghe rồi. Chạy đi đâu con sâu. Anthony ơi. Thank you very much. Cho em lên clip với nhá. Rồi chắc là trận này sẽ lên clip rồi. 16 kill đủ chỉ tiêu rồi. Thank you Anthony nhá. Vãi, còn biết cả cô ấy của mình á. You're the best. Thôi, mẹ của em trở lại đây. Cái tủ đồ của tao có mỗi bộ lại xinh nhất mày. Trận này trong team mình có 2 bạn nữa thì phải anh em ạ. 2 hay là 3 ấy. Rồi, xem có nhìn thấy con slip không? Không thấy rồi. Không thấy rồi anh em ạ. Không nằm được. Số 4. Alo, con số 2 hỏi ông cái gì? Kìa. Đây mình đây, mình đây. Bạn hỏi cái gì cơ? Đây đây đây. Ông bị điếc phải không? Các bạn hỏi cái gì? Mình đã nghe được cái gì đâu. Chú bố bị điếc rồi, chú bố không có nghe. Ừ, tao, nhưng mà tao không nghe thấy mày nói gì. Tao chỉ biết mày bảo gì số 4 rồi. Tại vì lâu không làm nên mình sẽ cố gắng làm nó lâu lâu tí anh em ạ. Chả biết là được bao nhiêu phút nhưng mà thôi. Cố gắng tầm 20 phút trở lên là cho anh em xem cho đã anh em ạ. Chỉ bị cắn. Thế nữa thì mình cũng sẽ có đăng tải một đoạn clip nói chung là quanh quẩn về bản tường thuật mới. Tại vì chó phải chủ quá, mấy con chó thì chó gấp. Rồi thế rồi. Ôi trời ơi. Em mày ơi có tiếng chân. Lúc 2 rồi anh em ơi, 2 rồi. Lên gạt được. Một thằng. Cái gì nghe thấy không? Anh em thông cảm khó quá. Tao bây giờ tao có tiếng chân mà. Cổ. Đây đây mình sang đây sang đây sang đây sang đây. Chả biết kiểu hay không thôi anh em ạ. Bấm thì được cái đi tao. Tao không bấm được, tao không di chuyển được cái màn hình được mát. Tầng lắm chiếc tô mà kỹ vậy. Hello baby, một em ra đi. Chết chưa, thằng này chắc cụ tai rồi. Ra kiếm đội đi, gặp chết bây giờ. Không chịu nó ra nhá. Ui, đau quá. Lên đi bạn ơi, lên đi. Em như có người ở đây. Nhảy xuống rồi. Đây 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 đây. Bùm. Tổm chết. Này thì bằng đít chúng cô này. Này thì bằng đít tướng chúng cô này. Ừ, bot 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 bot. Bot đúng không? Đúng rồi, bot. Em cũng bắt hết đồ chơi game đi rồi. Bên này bắn số 2 nữa thì phải. Ôi, có tiếng chân, có tiếng chân. Em được có bảo là để hôm nào. Để chạy sang bên này. Để hôm nào bot cái gì nhỉ? Có hứng đi chơi xong tao bảo một câu là đợi đến hôm đấy chắc là anh em nhẹ game rồi. Buồn vãi. Hôm đấy chỉ muốn nói chuyện với người cũ thôi. Lại người cũ. Rồi em cũ người. Tối ngày người cũ. Tối ngày người cũ. Không nên nói chuyện với cả người cũ làm gì cả. Mày hết người cũ à? Nhầm tao thích nói chuyện, tao nói nhầm. Mày thích người yêu cũ, mày vẫn thích người yêu cũ à? Không, mày điên à? Thích gì? Trời. Vẫn thích người nữa. Thích nói chuyện người nữa, thích luôn nữa. Nói chuyện hợp với mày. Hợp nhưng mà sẽ chia tay. Chia tay chứ? Lý chắc do là, chắc là yếu sinh lý. À quên, yếu tâm lý. Yếu xa hả? Ở xa quá. Thế vừa xài cái cốp sáo không dung ấy. Đây đây đây, mình chạy xem có cứu được không. Ui ui, bên này có à? Quá nhanh kịp rồi. Ui ui, anh ơi em xin lỗi, anh ơi em xin lỗi. Thế là tao bắn không được. Đúng rồi. Có khi xe anh hùng cứu mỹ nhân này này anh em ơi. Ui xời ơi, cái gì đấy trời ơi. Rồi không kịp rồi. Số 4 ơi. Thấy số 4 mà, cứu. Đây đây, mình tích. Sao lại bỏ ra đây? Bị bắt ở đầu đấy thì bỏ ra đây làm gì? Đấy hai đứa luôn kìa. Ui rồi không ăn được anh em ơi. Rồi thôi tao nghỉ đi, tao đế chơi. Cũng bắt chụp ca đê mà. Đây đây đây. Mấy bạn nữ thường là chủ yếu chơi kiểu thời trang là chính thôi. Chứ còn quan trọng gì mấy cái ca đê. Mắc gì tại tao thì mày bắn ngu ấy. Mày bắn ngu ấy. Người xấu, tao thấy rồi. Đây trước mặt. Ui dưới tết sao lại nhảy xuống đấy? Mình đắp pin ở đây có người mà. Watch out. Có người luôn ạ. Nó có. Rồi sao? Rồi sao? Mày làm cái trò gì? Chả biết kiếm không đây. Mày làm cái trò gì? Chắc là rắn không có. Mày ơi, tao ngắm tâm mà người nó mà nó không chết. Thôi mình đi cứu ra. Đây mình đi cứu đây. Trời má, tao thấy mày bắn như tảng đá. Đang định chơi luôn mà.
thôi, đồng đội vẫn còn hồi sinh. Ô, cứu đã. Mày chưa được cứu à? À, mày chết luôn. Có mũ số 3 thôi, mày đâu chết được. Cái thằng bị chí tôn của mày. Cái thằng bị tàn. Mày chạy ra đây, ngồi xin rồi chạy đi á. Tôi bị nhầm đấy, chạy đi đâu. Cái gì mà để cái ảnh đại diện có cái áo xanh xanh ấy. Ta quên tên nó rồi. Cái thằng quần lâu lâu, áo xanh xanh, trông đi giày, trông đứng ở đường ấy. Vãi. Nghe tả trông như kiểu trai bao. Chán. Cái thằng tóc đen ấy. Tóc đen. À, tả như tả. Nói như nói mấy bà này. Cái thằng mặc quần lâu lâu đây. Quần lâu lâu, mình kiểu khó nhá. Nó để nha. Ảnh từ lâu lắm. Ôi, này. Có bóng, có bóng. Có bóng hình ai đó thoảng tuất qua đây đây, cuối cùng vẫn đâu được một thằng. Không dám lên. Cái thằng ôi, cái gì đấy? Cầm này cũng cầm bó nữa. Hả? Cái thằng áo phút đi nâu à. Áo phút đi nâu. Không phải đâu. Nó mặc áo màu xanh mà. Ui, bên này vẫn còn người. Nó đã cũng nhớ nào. Nhớ thằng đá này, cho mày này. Mày là không chết này. Chết chưa con? Đây này, buồn quá, không có buồn. Sao muốn tắt mic và thách chứ sao ấy mày? Cái gì đấy? Sao muốn tắt mic và thách đấy? Chậm, hơi chậm. Đúng kiểu cu tè. Nói câu đờm mà cũng cu tè. Chán. Mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Chạy đi con. Ủa, đi. Chạy đi con. Chạy hộ cái. 11 giờ 5 phút. À, Pakistan này hay là cờ nước gì? Nhìn trong lại. Ai cho mày nghỉ? Tao mẹ lâu lâu thì buổi sáng má tao đang yêu đương má, buổi đêm tao đang thức tỉnh. Đéo có nghĩ đâu, mày đã thức tỉnh. Mày tao đang sợ tao ghê gì đam mê. Chứ làm gì có ai để yêu, không có người. Em mày hồi em mày tao bảo hồi trước tao cũng hay đăng story thất tình ấy mày, mà giờ tao đâu có người yêu luôn mày. Tao không có gì hết, nhưng mà thế người ta mới nói là phụ nữ thất tình ấy mày, nhiều khi thật thật khó hiểu. Watch out. Rồi tôi chết rồi. Đây là nó. Ui ôi, bọn này biết bắn không? Ui về kia mới có táp kìa. À, gì căng thế? Gì bình tĩnh. Ơ số phá lốc rồi kìa. Messi gọi Ronaldo trả lời. Oành cái lúc ngay. À, Campuchia hay Lào đây anh em. Có nước gì đây? Mày này, mày chạy đi đâu? Tao tính hết rồi. Em về bình kiểu bắn giáp phết anh em ạ. Từ bên này có tính chân này. Từ cho rìa bên này xem nào. Mà cẩn thận không là thằng B nó phải là chết đấy. Ui dồi ôi, lệch rồi, lệch rồi. Ui dồi ôi. Hai viên, một viên headshot, không chết. Yếu rồi. Thằng này. Nhanh lên, come on. Có tiếng. Uống thuốc cho mày. Trời ơi, đây có bom xịt rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, nó quay mình anh em ơi. Đồ bắn này, lên đi mày, lên đi. Hồn phết nhờ, lên rử cái xong rồi xuống ạ. Chặt máy chắc lại. Lên với tao, lên với tao này. Lên, come on. Để cho biết thế nào lễ hội luôn. Bên kia. Mày này, thêm một thằng nữa. Bướng này. Bướng với chúng tôi này. Chuẩn thế nào cường. Đấy, thấy chưa mọi người thấy không? Đấy, cảm xúc ăn biết bắn phát là cân tiên là chuyện đơn giản. Nhất là trong những cái pha mà chỗ không gian hẹp như này là cực kỳ lợi thế luôn nhá. Hỏi anh em xem clip thứ hai đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh của mình nhá. Và cái qua suốt của mình là tonysama.vn nhá. Đây avatar một bạn nữ này. Ui à, nhìn trông xinh tươi thế nhở. Một bạn nữa thì để avatar này giống kiểu avatar mãng anh em ạ, ảnh mãng.